mình học cái tầng niêm mạc này và mình chỉ thi trong tầng niêm mạc này mà thôi. Thì cô phóng bự cái chỗ này là đang phóng bự ngay đây nè nha. Vậy là đang phóng bự ở đây là tầng niêm mạc thôi. Vì tầng niêm mạc nó sẽ có 3 lớp: lớp biểu mô, lớp đệm và lớp cơ niêm. Rồi vậy là cô phóng bự lên. Vì lớp này là lớp đệm nè. À, lớp biểu mô nè. Trắng này nè là biểu mô đó. Còn ở đây là lớp đệm. Còn ở đây là cơ niêm. Và mình không có thi cái chữ lớp đệm và chữ cơ niêm. Mình chỉ thi cái biểu mô. Mà cụ thể đây phải nói là biểu mô trụ đơn tiết nhảy không tế bào đài. Chứ không nói biểu mô trụ đơn không được. Còn ở đây á là không thi lớp đệm. Nhưng lớp đệm thì luôn luôn chứa ống tuyến. Mà ở đây là dạ dày. Cho nên tuyến nó sẽ là tuyến đáy vị. Vậy thì nếu chỉ vô đây mình thấy tất cả những con tế bào này nè là đều là tế bào nằm trong tuyến đáy vị hết. Còn ở đây là nó có một cái viền như vậy nè. Cho nên là nó bị mờ quá các bạn không nhìn thấy. Nhưng nó có cái viền bự như vậy thì nó là con tế bào viền. Còn cái con nhỏ nhỏ như vậy thì nó là con tế bào chính. Cái những con đậm đậm này là con tế bào chính. Còn ở đây là nó có một cái viền rất là bự. Đó, một cái viền rất là bự như vậy á. Thì con này là con tế bào viền. Những con này là con tế bào chính. Cấu trúc là tuyến đáy vị. Cơ quan là dạ dày. Đây, cái này là biểu mô trụ đơn tiết nhảy không tế bào đài nè. Sáng sáng mờ mờ đó. Thì nó là nhấp nhô phía trên này. Nếu phóng bự lên thì hồi nãy cái lam của mấy bạn chụp cho cô cũng thấy rất rõ. Những con tế bào ở đây là con tế bào hình trụ nè. Thì cái nhân nằm ở dưới đáy này. Có bạn nói là tế bào trụ đơn là không đúng nha. Chỉ là tế bào hình trụ mà thôi. Còn ở phía dưới này thì ở đây cô có con mà nó có cái viền như vậy nè. Thì con này là con tế bào viền. Còn lại những con mà nhỏ nhỏ đậm màu như vậy thì con đó là con tế bào chính. Nhìn trên đường thì các bạn chắc cũng khó phân biệt lắm. Nhưng mà cái này hồi nãy các bạn chụp được cho cô cũng rất là đẹp. Cô chỉ nhắc ở đây là tế bào hình trụ chứ không phải là trụ đơn. Mà biểu mô là cấu trúc gì là biểu mô trụ đơn tiết nhầy không tế bào đài thì mới có điểm. Còn dưới này con nào kêu tên con nó ra. Và cấu trúc là tuyến đáy vị, cơ quan là dạ dày. Cái này là để cho các bạn tham khảo thôi. Để mình nhìn thấy nó cũng giống của mình mà nó là màu khác thôi. Cái nhân nằm ở cực đáy như thế này thì tế bào này là tế bào hình trụ. Còn ở đây nè, nó có cái con màu đỏ đỏ mà nó có cái viền vậy là tế bào viền. Còn lại những cái đám nhỏ nhỏ này nè, thì cái đám này là những con tế bào chính á, cấu trúc nằm trong tuyến đáy vị. Cô xong cái dạ dày. Bây giờ mình sẽ qua cái ruột thừa rất chi là dễ. Nhưng mà có bạn chụp cho cô là nó không xong. Rồi cái lồng ống là ở đây. Và cái này á, nếu mình phóng bự lên như vậy nè, thì mình lại thấy cái thằng mặt ở trong cùng này là biểu mô trụ đơn. Nhưng mà cái này là nó lằn hoàng lè ngoèo ở trong, cho nên mình không có nhìn ra được. Nhưng mà ở đây thì mình vẫn đủ để mà mình nhìn thấy những cái tuyến ly vực kinh đang bị cắt dọc. Còn đây là những tuyến ly vực kinh đang bị cắt ngang. Nhưng quan trọng là cô muốn các bạn phải nhìn ra cái cục này cho cô. Và rất nhiều bạn chụp không ra cái cục này. Tại vì bạn chụp bự quá đi thì sẽ không thấy được. Bạn chụp nhỏ lại thì bạn sẽ thấy được một khoanh, hai khoanh, ba khoanh, bốn, năm, sáu, bảy khoanh gì đó. Thì đó là những cái nang bạch huyết. Đây. Thì bạn thấy có một cái khối nè. Đó. Thì nó là cái nang bạch huyết đó. Đây một khối nữa nè. Mờ mờ đó. Đây một khối nữa nè. Trong lam các bạn thì sẽ thấy rõ hơn. Vậy thì ở đây, để cô coi coi cái hình. Đây, cái này dễ nhìn hơn một chút. Đâu rồi? Cái khối này có thấy đường không ta? Rồi, sáng màu hơn nè. Đó thì cái này là cái nang bạch huyết đó.
Vậy thì ở trong đây là trung tâm sáng nè, còn phía ngoài đen thui này là ngoại vi tối nè. Thì ở đây không có bắt buộc phải trả lời trung tâm sáng ngoại vi tối. Hỏi là cấu trúc gì, nang bạch huyết, cơ quan gì, ruột thừa, tế bào gì, lymph node, hay cấu trúc gì, tuyến ly bạch kinh. Vậy là mình xong. Gan. Gan thì mình đi coi cái khoảng cửa trước. Như vậy ở đây các bạn thấy cái đường mà đậm màu ở đây nè, cái chỗ này là đổ về phía trên là nó đậm màu hơn. Cái này nãy có nhiều bạn chụp đưa cho cô coi á, nhưng mà nói chung thì cũng trục trặc chút đỉnh, nhưng mà cuối cùng thì ok hết. Chỉ cái phần mà đậm màu này nè, nó thuộc về tiểu thùy. Còn cái phần mà nhạt màu ở phía dưới này thì nó là khoảng cửa. Nó mênh mông ở trong đây hết luôn á thì nó là khoảng cửa. Nhưng bây giờ rất nhiều bạn không hề phân biệt được ống mật và động mạch gan. Cái này các bạn không phân biệt được là đúng. Nhưng cô nãy giờ là cô chưa có chỉ cái này là ống mật nha, cái này là động mạch gan. Cô không có thể chỉ mà cô hỏi các bạn từ từ. Vậy thì ống mật sẽ là biểu mô gì trong cuốn sách của mình? Vuông đơn. Mà đã là biểu mô vuông đơn thì tế bào phải hình gì? Hình khối vuông. Mà tế bào hình khối vuông thì nhân phải có hình gì? Hình tròn. Vậy thì bây giờ mình nhìn thấy nè, một cục, hai cục, ba cục, bốn cục, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười cục gì đó, thì các bạn nhìn vẫn có thấy lục cục lòn thòn giống như sâu chuỗi của ông thầy chùa. Thì đó chính là nhân của tế bào hình khối vuông. Mà tế bào hình khối vuông ở đây thì bắt buộc phải là biểu mô vuông đơn. Mà đã là biểu mô vuông đơn thì trong sách nó nói là ống mật. Tôi chỉ nhắc các bạn là ống mật chứ không phải là ống mật chủ ha. Nhiều bạn sai chỉ chủ đó là không được. Vậy thì ở đây các bạn thấy nè, cũng lục cục lòn hòn luôn nè, thấy không? Một cục nè, hai cục nè, ba cục nè. Vậy thì ở đây là ống mật luôn. Còn ở đây, giờ mình đem nó lên coi. Thì cái này các bạn thấy nè, biểu mô này là biểu mô lát đơn. Nó nằm ở phía trong, mà trong này còn có mấy con hồng cầu luôn. Còn cái thành này nè, nó không có lục cục lòn hòn nằm 5-6 cục liên tiếp như cái này. Nè, cái này là nó liên tiếp trong thành. Còn cái này trong thành này nó khá là đơn điệu hơn. Mà nó có thì nó nằm ở trong lòng của cái mạch. Thì thằng này sẽ là động mạch gan. Cái thằng này cũng có tế bào nội mô. Thì khi mà có tế bào nội mô đó, cô nhìn cô không thấy nữa. À, thì nó dẹp dẹp đen đen ở đây nè. Thì thằng này là mỏng hơn, thằng này dày hơn. Vậy thằng này là nhánh của tĩnh mạch cửa. Còn ở phía này nó là động mạch gan. Đây, tĩnh mạch cửa là thằng này. Đó, thì những ai mà đã hỏi trên Lam hồi nãy rồi thì rất là dễ để phân biệt. Còn những người nào nãy giờ ngồi mà không có đi hỏi đó, thì khi cô nói này mờ câm không có thấy được. Còn ở đây nè, là những cái đen đen đó, nó nằm trong lòng này chứ nó không có nằm trên cái thành này. Còn thằng này á, thì cái nhân tròn phải nằm trên thành của ốc. Chỉ kết luận đây là ống mật, này là ống mật, này là động mạch gan, này là tĩnh mạch cửa. Có ghi chữ nhánh hay không ghi chữ nhánh đều được hết. Rồi, như vậy thì ở trên đây của các bạn nè, cái này là cái khoảng cửa là nó mênh mông ở cái khúc này. Đó, còn ở trên đây nè, thấy nó hơi đậm màu hơn một chút. Khi mình phóng bự chỗ này lên thì nó sẽ là bè rơ má, mau mảnh lan hoa, bè rơ má, mau mảnh lan hoa, bè rơ má, mau mảnh lan hoa, bè rơ má, mau mảnh lan hoa. Như vậy ở đây là hỏi cấu trúc gì thì trả lời như vậy đó. Nhưng mà chỉ ở đây hỏi tế bào gì thì là tế bào gan. Nhiều bạn không có để ý, không biết tế bào gì. Tại vì bè rơ má còn gọi là bè dây tế bào gan, cho nên ở đó sẽ là tế bào gan, cơ quan gan. Cô nhắc lại một lần nữa là tế bào gan, ghi cho cô chữ tế bào. Nếu mà không ghi thì tưởng là cơ quan gan, cái này nó hơi rối. Cái tế bào gan với tế bào xương. Chính vì vậy mà tế bào thì chịu khó ghi cho cô chữ tờ bờ gì cũng được. Còn ở đây
nếu có hỏi tế bào gì ngay cái chỗ cái ống mật này nè thì ghi cho cô là tế bào hình khối vuông. Rồi. Cái này là cũng là cái khoảng cửa thôi. Thì ở đây là các bạn sẽ nhìn thấy những cái nhân lục cục lòn hòn ở đây nè. Nằm trong cái thành này, những bạn nào ngồi gần thì sẽ thấy nè, 1 cục, 2 cục, 3 cục, 4 cục, 5 cục gì đó. Thì nó sẽ là ống mật. Còn ở trên đây nè, là cái động mạch gan. Thành dày, thành mỏng. Thì động mạch gan, tĩnh mạch cửa, ống mật. Thì cái khoảng cửa sẽ là nguyên cái khoảng này. Và cô ít có khi nào cô cho thi cái khoảng cửa lắm. Tại vì ở trong đây nó có ba này đẹp quá, thì cô hỏi thẳng đó thôi, chứ cô không có hỏi là khoảng cửa đâu nha. Cái này mình phóng bự lên mình cũng thấy nhân lục cục lòng hòn nè, đây đếm được 4-5 cục nè. Vì thằng này là ống mật. Còn thằng này là thành dày, trong đây có máu luôn mà. Thằng này thành mỏng, vậy cái thằng này là tĩnh mạch cửa, động mạch gan. Còn mấy này là bè ra máng mà mình ăn hoa không đó. Cái này là ở trong sách rồi, để chiếu lại để cho các bạn coi kỹ lại thôi. Thành dày thành mỏng nè. Còn cái này nhân lục cục lòng hòn nè, thấy không? Cái này đâu có lục cục lòng hòn. Nó không có đều. Mà nó có mấy cục này không? Có chứ. Tại vì thằng này nó là cơ trơn. Mà cơ trơn nó có một nhân nằm ở chính giữa. Mà thường thì nó sẽ ôm với cái mạch. Mà nếu mà cái mạch nó tròn vành vạnh thì mình cắt mình sẽ thấy nó dài dài như vậy là ok. Nhưng mà nhiều khi mình cắt hơi xiên một chút thì nó sẽ ra cái cục tròn, là cũng là bình thường. Nhưng cái cục tròn đó nó sẽ nằm rời rạc, chứ nó không có nằm liên tục giống cái thằng này. Vậy là mình đã xong cái này là cái khoảng cửa ha. Hình này hình trong sách thôi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Thì bây giờ cái tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy này mình sẽ nhìn thấy gì? Rồi, thằng này nằm chính giữa, con này này khoảng cửa. Rồi thằng này cũng là cái khoảng cửa. Vậy thì nó sẽ thấy cái đường mờ mờ này nè. Đó, nó có mờ đó. Thì ở đây ranh giới nó đâu đây nè. Cái mà thấy nó không có được rõ gì là của người đó, chứ không phải của con heo, con chuột. Thì như vậy ở đây là một cái tiểu thùy gan. Cho nên thằng nằm chính giữa vậy là thằng tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Mình phóng bự nó lên. Khi mình phóng bự lên thì nó là tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Bè rơ mát và mô mạch đa hoa nó đổ trực tiếp vô đây luôn. Còn cái anh hồi nãy, tĩnh mạch cửa, nó sẽ nhiều người lộn như này. Nhưng mà tĩnh mạch cửa nó sẽ nằm trong mô liên kết, là nằm trong cái khoảng cửa á. Một cái hình ảnh khác, tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy, bè rơ mát, mô mạch đăng hoa, bè rơ mát, mô mạch đăng hoa. Rồi, thì cái này mình sẽ nhìn thấy cái này khoảng cửa nè. Cái này khoảng cửa nè. Vậy thì một cái này nè sẽ là một tiểu thùy. Vậy thì cái tiểu thùy mình phóng bự lên nó sẽ ra cái hình này là tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Mình phóng bự nó lên. Đó đó. Nè, tĩnh mạch trung tâm tiểu thùy. Không thấy đường gì trơn luôn. Trên máy của cô còn thấy được cái tĩnh. Rồi vậy là cô xong cái gan nha. Còn cái ruột non. Ruột non thì khá chi là luôn buông. Đây. Hồi nãy có bạn cũng chụp được cái na ná như vậy. Thì na ná như vậy thì cái này là một cái van ruột nè. Đó. Nhưng mà cái van ruột của mình thì phần lớn các bạn đang chụp cho cô là cái hình này. Thì cái hình này nó sẽ có niêm mạc dưới niêm cơ và vỏ ngoài. Và ở đây mình chỉ cần niêm mạc dưới niêm thôi. Định nghĩa van ruột là tầng dưới niêm đội niêm mạc lên. Vì dưới niêm nè, đó, nó đang đội niêm mạc lên nè, là cái này dưới niêm luôn á. Vì niêm mạc là cái này nè, đậm đậm á. Vậy thì cái đây là một cái van ruột. Cho nên khi chỉ ở đây hỏi cấu trúc gì van ruột, cấu trúc gì van ruột, cấu trúc gì van ruột luôn. Tại vì cô đang chỉ ở tầng dưới niêm.
Còn chỉ vô cái cục này hỏi cấu trúc gì thì nang, bạch huyết, tế bào gì, lympho, cơ quan gì, ruột non. Chỉ khi nào chỉ ngay đây thì mới nói là tầng dưới niêm thôi. Nhưng mà cô thì không có thi tầng dưới niêm, tầng niêm mạc, tầng cơ, mà cô thi hẳn luôn là cái khoang ruột. Vậy nếu mà mình không bự thằng này lên thì mình sẽ có cái gì? Ở đây là biểu mô, ở đây là lớp đệm, ở đây là cơ niêm. Vậy thì ở ruột non, ở lớp đệm nó sẽ chứa tuyến liệt vật kim. Hồi nãy dạ dày thì nó chứa tuyến tế vị. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đó. Bây giờ mình sẽ phóng bự lên nè. Thì mình phóng bự lên ở chỗ này, mình sẽ phóng bự lên thì mình sẽ thấy biểu mô nè. Đó, rồi biểu mô nha. Cái nó tụt xuống như này, nó lại trồi lên nữa thì nó thành ống tuyến liệt vật kim. Cái này lên đây nó đội lên trên cái lớp đệm thì nó sẽ tạo thành cái dung mao. Tóm lại, cái này cô có một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay. Thì giữa ba ngón tay này cô có cái kẽ ngón tay, cái kẽ ngón tay. Vậy thì ở đây là nhung mao, tuyến liệt vật kim, nhung mao, tuyến liệt vật kim. Nếu tưởng tượng cái lòng bàn tay của cô sẽ là cái van ruột, thì cô có năm cái ngón tay là năm cái nhung mao. Vậy thì cô có bốn cái kẽ này là bốn cái tuyến liệt vật kim. Và cho cô mượn cái viết, cái biểu mô á, là cái cây viết. Thì biểu mô là cái mờ thằng này nè, mờ mờ và có tế bào đài với tế bào hấp thu đây nè. Nó bằng cái cây, bằng cái con trỏ của cô đó, cỡ cao cao vậy đó. Thì là cây viết này nè, là biểu mô nó nằm phía ngoài vậy nè. Rồi xong rồi cái nó mới bọc lên trên cái nhung mao, nó bọc xuống. Và khi nó bọc xuống đây rồi á, nó lại bọc qua bên đây luôn, thì nó tạo thành cái tuyến liệt vật kim. Xong rồi nó đi lên, xong rồi nó lại đi xuống phía dưới này, thì nó là tạo thành cái nhung mao. Như vậy ở trong lòng ống tuyến với lòng nhung mao đều được bao bọc bởi cây viết, thì cây viết đó đều là biểu mô trụ đơn. Biểu mô của ruột non vẫn là biểu mô trụ đơn, biểu mô của nhung mao vẫn là biểu mô trụ đơn, biểu mô của van ruột cũng là trụ đơn, biểu mô của tuyến liệt vật kim vẫn là trụ đơn. Thì có một thằng đó, nó chạy vòng vòng nè, tưởng tượng ra chưa? Cho nên nếu mà chỉ vô đó hỏi là tế bào gì thì chỉ có tế bào đài và tế bào hấp thu thôi. Còn cấu trúc gì, cấu trúc gì, chỉ cái cấu trúc mà mờ mờ ở đây này nha, làm biểu mô trụ đơn. Nhưng mà chỉ tụt xuống phía dưới này thì nó là tuyến liệt vật kim. Nhớ cái dạ dày hồi nãy không? Cái phần mờ mờ nó chỉ nằm ở trên khoảng 1/3 thôi, còn xuống dưới nó là tuyến. Cho nên ở đây nè, biểu mô nó nằm đâu khúc này nè, đổ về đây. Đó là biểu mô tầm tầm đâu đây. Còn ở đây mà tụt xuống đây thì nó là tuyến liệt vật kim. Cho nên nếu chỉ cái đường mờ mờ trên đây hỏi cấu trúc gì thì phải trả lời là biểu mô trụ đơn. Nhưng mà nếu dạ dày thì phải là biểu mô trụ đơn tiết nhầy không tế bào đài. Còn lại ở dưới này thì sẽ là cấu trúc là tuyến liệt vật kim. Không cần nói cắt ngang hay cắt dọc. Và cái này là để các bạn tự học cơ trơn cắt dọc hay là cơ trơn cắt ngang. Và đám rối thần kinh Neobax nó sẽ nằm ở giữa đường này. Hồi nãy có một bạn chụp thì cái hình mờ căng mà nhưng mà là thấy được á. Rồi, cái hình này hồi nãy cũng có bạn chụp được. Nhưng mà cái hình bạn chụp là đẹp hơn cái hình này á. Hình bạn chụp được á là cô chưa có chụp được á. Thì cái này, thì bạn thấy cái này đang là cái van ruột này nha. Cái vô lên là cái van ruột đó. Thì cái thằng nhỏ nhỏ đây nè là nhung mao nè. Đó, thằng này là cái nhung mao nè. Thằng này là tuyến liệt vật kim nè. Qua đây có một cái nhung mao cao hơn nè. Đó, hồi nãy có bạn nào chụp được đó là cái hình rất là đẹp nha. Ok, còn cái hình này là hình cũ nè. Đó, ôi má ơi, có nhìn thấy gì đâu. Vô phương thầy đây, cái hình này là cô chụp không có lấy được cái đầu, cô không có lấy được cái đầu. Mà cái đầu này nè, các bạn đang tưởng tượng này nghe, nó đi lên trên đây cái nó nhọn lên chút, còn cái này nó xuống đây, nó đang xuống tuyến liệt vật kim. Còn cái này nó đi lên trên đây cái nó nhọn hơn chút. Thì cái hình này tại vì cô chụp để cho anh coi cái này cho quen. Đằng nữa thí dụ mà thi kính thì lấy ngay chỗ này cho cô, để thi tuyến liệt vật kim là chỗ này.
xong rồi tế bào này là tế bào đài, tế bào này là tế bào hấp thu, chứ không phải cô lấy cái hình này để cô thi cái nhung mao, tại vì không có nhìn hết. Muốn thi nhung mao là phải cho thấy cái đầu nó. Còn cái hình này là cũng không có lấy được cái đầu nhung mao ở phía trên, là tại vì nhung mao trên đây đó, thì trên đây sẽ là biểu mô, còn xuống như này sẽ là tuyến đi vực kinh, tuyến đi vực kinh, còn ở đây là lớp đệm, còn ở đây là cơ nêm. Thì cái hình này cô chỉ chụp được có bao nhiêu thôi, tại vì ở đây cô cần có cái cơ nêm, tại vì nhiều bạn hồi nãy chụp cho cô đem lại có bao nhiêu đây nè, thì cô không có biết đường vậy luôn. Cô chỉ nói được à, cái này là tuyến đi vực kinh thôi, nhưng mà cô không chỉ ra được cái nhung mao cho các bạn coi. Tại vì ở đây nè, cô nhìn thì cô biết cái này là nhung mao, nhưng mà cô nói với bạn nhung mao là cái ngón tay, vậy thì bạn phải biết cái nào ngón tay chứ. Bây giờ cắt mà đưa có một khúc như đây thì đâu biết cái nào là cái kẽ ngón tay, cái nào là ngón tay đâu, cho nên các bạn không có thấy được. Chính vì vậy nếu mà cắt như vậy đây là cô không có dạy được, mà là bạn phải cho cô nhỏ lại một chút để cho cô lấy được cái này là cơ nêm nè. Cơ nêm thì chắc chắn là ở dưới rồi, vậy thì cái biểu mô nó sẽ phải nằm ở trên đây. Mà biểu mô trên đây thì cái này phải là đáy tuyến, và đáy tuyến thì bắt buộc có con tế bào Burnett nằm ở đây. Cái lam của các bạn kiếm không ra đâu, nhưng cái trên bảng cô để cái này là thi tế bào Burnett, là cái hình cô gửi cho các bạn, và chính là cái hình này nè. Còn đây là cái van ruột hồi nãy có bạn hỏi cô đó, mình phải chụp như vậy thì cô mới thấy là niêm mạc nè, dưới niêm nè, mà dưới niêm đang đội niêm mạc lên thì tạo thành cái van ruột. Đây bạn chụp cho cô có một đoạn như nè. Thường các bạn bị cái lỗi là cái nào mà bạn nhỏ đó thì bạn đưa về bậc kính 10 hoặc là bậc kính 4 cho cô. Như cái này là 10 cũng không thấy nổi đâu nha. Cái van ruột này bạn đưa bậc kính 4 thôi, cái xong rồi sau đó bạn sẽ phóng bự nó lên. Đó, cái đoạn này là phải phóng 40 thì bạn mới nhìn được những con tế bào ở trong đó. Cô hết rồi đó. Vậy thì không, cô chiếu này cho bạn coi cái hình này, nó không phải của mình nhưng mà nó rất đẹp để cho các bạn coi. Cái hình này nó rất là dễ coi. Bận quá rồi, nhớ lại chút. Rồi, các bạn thấy nè, cái này biểu mô đúng không? Sáng sáng màu nè, là biểu mô nè. Tuột xuống rồi đi lên thì tạo thành ống tuyến, cái đi lên rồi lại đi xuống thì tạo thành cái dung mao, cái đi xuống tới này đi lên thì tạo thành ống tuyến, rồi đi lên rồi đi xuống thì tạo thành cái dung mao. Vậy thì ngón tay, kẽ ngón tay, ngón tay, kẽ ngón tay, tuyến liệu kim, dung mao, tuyến liệu kinh, nhung mao, được chưa? Vậy bây giờ cái tầng này là tầng niêm mạc nè. Đó, cái tầng này là cái tầng niêm mạc. Vậy tầng niêm mạc sẽ có cái gì? Đầu tiên là có biểu mô, thứ hai là có lớp đệm, thứ ba là có cơ niêm. Vậy thì ở đây là đáy tuyến, mà đáy tuyến thì bắt buộc tế bào Burnett nằm ở đây. Còn nếu mà bạn cắt một khoanh ngay đây thì nó sẽ ra những cái ống tròn tròn không, chứ không bao giờ mà bạn thấy được cái tế bào Burnett hết. Còn nếu mà bạn cắt ngang đây thì bạn thấy tế bào Burnett đầy luôn. Còn mà bạn cắt xuyên như vậy thì thấy được có một hai con tế bào Burnett ở đây thôi. Cho nên đó là lý do là có những khi bạn thấy tế bào Burnett và có khi không hề thấy là như vậy. Cô xong đó. Cái hình này là của ông Trà Vinh.